Chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Đông Hua, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé. Đại Thiên Thế Giới, tập 182, Phần Lão xuất hiện giải cứu Tư Viêm. Hắc Ám Đại Đế, giờ đây ngươi chỉ là một bàn tay mà thôi, vội vàng muốn thoát ra ngoài, cũng phải phá vỡ trận pháp phong ấn thần thánh nơi đây đã. Ngươi cho rằng, trận pháp phong ấn này dễ dàng bị phá vỡ vậy sao? Lúc này, một giọng nói già nua vang lên từ thế giới Hắc Ám bên dưới, lan truyền chậm rãi. Khi nghe thấy giọng nói già nua này, bàn tay của đại đế dường như có một đôi mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay sau đó, tất cả các vị thần ở đây đều vô cùng kinh ngạc, họ không dám tin rằng, Tiêu Viêm, người vừa bị lực lượng thôn vệ hủy diệt kia hút vào, lại không hề chết. Lúc này, toàn thân hắn bùng nổ ánh sáng kim quang, một lực lượng thần thánh từ sâu thẳm trong cơ thể hắn nhanh chóng tăng vọt. Sức mạnh của hắn hoàn toàn khác biệt so với trước đây, ngay cả cửu đại toàn ma nhìn thấy cũng đều lộ ra vẻ khó tin. Lúc này, Tiêu Viêm đang lôi theo hai vị ngục linh vừa chiến đấu với mình, chính là Lâm Động và Mục Trần. Tuy nhiên, sau khi khí tử trong cơ thể họ bị bàn tay của đại đế thôn vệ, họ đã hôn mê. Tuy nhiên, Tiêu Viêm đã chuyển lực lượng phân thân vào cơ thể hai người, bảo vệ mạng sống của họ. Hừ, đại đế phá phong ấn, sao có thể để lũ kiến như người quấy rầy, còn không ngoan ngoãn đứng sang một bên nhìn đi. Đại linh toàn ma nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Với tiếng cười lạnh vang lên từ hư không, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, vung tay, một đạo hắc quang kinh khủng lao thẳng về phía Tiêu Viêm. Ngay lập tức, ma khí ngút trời cuồn cuộn trong thiên địa, hướng về phía Tiêu Viêm đang tỏa ra ánh sáng kim quang. Trong đôi mắt kim sắc của Tiêu Viêm lóe lên một tia sáng kinh ngạc, biểu cảm vô cùng bình tĩnh. Đối với đòn tấn công của đại linh toàn ma, hắn hoàn toàn không hề nao núng, bởi vì thực lực hiện tại của Tiêu Viêm đã đạt đến ngũ trọng thiên vị thần, lục trọng, thất trọng vẫn đang không ngừng tăng vọt. Tiêu Viêm ném Lâm Động vào Mục Trần đã hôn mê cho Yêu Yêu và nói: "Tiền bối Yêu Yêu, hai huynh đệ của ta tạm thời do các người chăm sóc, lũ ma vật này, ta sẽ từng tay một thu thập." Yêu Yêu cũng nhanh tay đỡ lấy bóng hình Lâm Động và Mục Trần đang bay đến, sau đó đặt họ vào một nơi an toàn. Lần nữa ngẩng đầu lên, lúc này nhìn vào ánh kim quang kỳ lạ phát ra từ Tiêu Viêm, trong mắt nàng dường như có một tia sáng lóe lên. Miệng lẩm bẩm tự nói, lực lượng mà Tiêu Viêm tiểu huynh đệ đang phóng thích ra là phần thần chi lực mà hắn nói sao? Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khí tức thần thánh của Tiêu Viêm trực tiếp đạt đến bát trọng thiên vị thần, vô cùng gần với cảnh giới cửu trọng thiên vị thần. Kim quang bùng nổ, lực lượng thần hồn cường đại cũng hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể Tiêu Viêm, chỉ trong chớp nhoáng, khí tức mà Tiêu Viêm toát ra đạt đến cửu trọng thiên vị thần. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Tiêu Viêm từ cảnh giới tam trọng thiên vị thần đã đạt đến tầng thứ cửu trọng thiên vị thần. Điều này khiến cho tất cả các vị thần và cửu đại toàn ma của Diệt Thần Phủ đều cảm thấy khó tin. Họ nhìn nhau, trong mắt mang theo sự kinh ngạc và khiếp sợ. Lực lượng của tiểu tử đó chính là phần thần chi lực sao? Đôi mắt kim sắc của Tiêu Viêm trở nên vô cùng kiên định. Sau khi xác định hướng tấn công của đại linh toàn ma, hắn vươn cánh tay, sau đó nhẹ nhàng điểm vào hư không, nơi hắc quang đang xuyên đến, không gian nơi đó trực tiếp vặn vẹo, một đạo kim quang bao phủ lấy nó. Dưới sự bao bọc của những đạo phù văn thần thánh, hắc quang kia chịu không nổi lực lượng kỳ dị bên trong, trực tiếp tan vỡ. Cái gì? Hắn, vậy mà đỡ được một đòn tấn công của đại linh toàn ma. Hắn làm thế nào mà làm được? Từng cường giả của vũ thần các đều không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Cần biết rằng, thực lực của đại linh toàn ma là sự tồn tại, mà ngay cả chủ nhân của vô lượng thần sơn ở vô lượng thần giới cũng không thể làm gì được. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm chỉ với đạo kim quang kỳ dị đó, đã có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của đối phương, lực lượng như vậy, bọn họ chưa từng nghe, chưa từng thấy. Hừm, vậy mà có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công mạnh mẽ của ta, phần thần chi lực, quả thật không thể coi thường. Đại linh toàn ma đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, rõ ràng đều là thực lực cửu trọng thiên vị thần, nhưng đối phương lại có thể trực tiếp nghiền ép đại linh toàn ma. Phần thần chi lực, e rằng không đơn giản chút nào, khí tức toát ra từ những đạo kim quang đó, không phải là thứ mà một vị cửu trọng thiên vị thần bình thường có thể sở hữu. Nhìn vào khí tức hiện tại của Tiêu Viêm, có thể thấy rằng lực lượng của đối phương ít nhất đã đạt đến cửu trọng thiên vị thần hậu kỳ, thậm chí đã đạt đến lĩnh vực cửu trọng thiên vị thần đỉnh cao. Dựa vào lực lượng của hắc ám ma tượng, đại linh toàn ma cũng chỉ có thể vô hạn tiếp cận với hậu kỳ cửu trọng thiên vị thần, và hơn nữa, những đạo kim quang đó thậm chí còn có hiệu quả kỳ dị là lực lượng ma của bọn chúng. Các ngươi tưởng rằng ta dễ đối phó như vậy sao? Một giọng nói già nua lại vang lên từ sâu trong cơ thể Tiêu Viêm. Ngay tại thời khắc quan trọng khi Tiêu Viêm, Lâm Động và Mục Trần sắp bị bàn tay của đại đế thôn phệ, phần lão bí ẩn biến mất, bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp cứu cả ba người, phần lão còn cho Tiêu Viêm mượn sức mạnh thần hồn của mình. Lúc đó, Tiêu Viêm cũng vô cùng kinh ngạc, trước đó hắn liên tục triệu hoán phần lão, nhưng không có phản ứng, như thể phần lão đã biến mất hoàn toàn. Đến phút cuối cùng, chính phần lão đã đích thân ra tay hóa giải nguy cơ. Tuy nhiên, Tiêu Viêm cũng không hỏi phần lão lý do biến mất trong thời gian này, bởi vì giải quyết nguy cơ trước mắt là quan trọng nhất, những chuyện khác, đợi sau khi tai ương lần này kết thúc, hắn sẽ tìm cơ hội hỏi phần lão. Lại là giọng nói này, tiểu tử này, trong cơ thể có vẻ như ẩn chứa một thần hồn vô cùng mạnh mẽ,
nhưng lại không biết lai lịch thực sự của đối phương, có thể sở hữu phần thần chi lực mạnh mẽ như vậy, e rằng có liên quan mật thiết đến phần thần. Ánh mắt của đại linh toàn ma dần trở nên dữ tợn, thực lực cửu trọng thiên vị thần của hắn trước sức mạnh thần hồn này lại trở nên bất lực. Ngay khi chuẩn bị tấn công Tiêu Viêm lần nữa, đại linh toàn ma bị tiếng nói của bàn tay đại đế ngăn lại. Đại linh, ngươi lui xuống đi, hiện tại lực lượng của tiểu tử nhân loại này vô cùng kỳ lạ và thần thánh, ngươi không phải là đối thủ của hắn, việc tiếp theo hãy giao cho ta. Ngay cả đại đế cũng nói vậy, nội tâm của đại linh càng thêm kinh hãi, sóng gió ập đến dồn dập trong lòng. Nhưng dù kinh hãi đến đâu, sự thật không phải là đối thủ đã hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Đúng vậy, kim quang tỏa ra từ người Tiêu Viêm lúc này vô cùng thần thánh, như thể tất cả sinh linh vạn vật khi cảm nhận được kim quang này đều trở nên vô cùng cung kính, quỳ lại. Tất cả sinh linh có mặt đều không tự chủ mà có chung một phản ứng, bất kể là thần lực hay nguyên lực khác, khi cảm nhận được kim quang thần thánh tỏa ra, mọi thứ đều trở nên vô cùng kỳ diệu. Tuân lệnh, đại linh quỳ lại trước bàn tay của đại đế, sau đó, cùng các toàn ma khác lui về sau vạn mét, hắn biết rằng, trận chiến tiếp theo sẽ là một trận chiến hủy diệt kinh thiên động địa. Ngay cả Yêu Yêu và những người khác cũng cảm thấy kinh hãi, sức mạnh kỳ lạ mà Tiêu Viêm nói đến vô cùng thần thánh và mạnh mẽ. Tiểu Độc, Vũ Hàm và những người khác nhìn Tiêu Viêm với ánh mắt kinh ngạc, lực lượng của người này lại ẩn giấu sâu đến vậy, sức mạnh này e rằng mạnh hơn đại linh gấp nhiều lần. Mặc dù vừa rồi dễ dàng hóa giải đòn tấn công của đại linh toàn ma, nhưng khi đối mặt với bàn tay của đại đế, mạnh hơn đại linh toàn ma không biết bao nhiêu lần, trong ánh mắt kiên định của Tiêu Viêm cũng lộ ra một tia lo lắng. Dù sao, lực lượng của bàn tay đại đế cũng vô cùng thâm sâu khó lường. Cho dù lần này, mượn lực lượng của phần lão, đã đạt đến đỉnh cao cửu trọng thiên vị thần, nhưng khi nhìn vào bàn tay đại đế kia, Tiêu Viêm vẫn không thể nhìn thấu sức mạnh thực sự của nó. Phần lão, lực lượng của bàn tay đại đế này thật mạnh mẽ, ngay cả khi sử dụng lực lượng của người, ta cũng không thể dò được giới hạn của nó. Tiêu Viêm truyền âm cho phần lão trong cơ thể, kinh ngạc nói. Phần lão nhanh chóng đáp lại, giọng điệu cũng trở nên nghiêm túc hơn. So với việc đối phó với đại linh toàn ma, bàn tay đại đế mới là đối thủ lớn nhất hiện tại. Đúng vậy, sau tất cả, bàn tay đại đế này là ác ma đã gây ra thảm họa diệt vong hàng ngàn vạn năm trước, thiên cổ hạo kiếp. Mặc dù hiện tại, ác ma này chỉ phục hồi một bàn tay, nhưng lực lượng của một bàn tay đã vượt qua ranh giới thần thánh trên thiên vị thần. Ngay khi lời nói này vừa dứt, sắc mặt Tiêu Viêm lập tức thay đổi, hắn không thể tin được rằng, bàn tay đại đế màu đen trước mặt này lại có lực lượng vượt qua thiên vị thần. Từ trước đến nay, Tiêu Viêm luôn cho rằng, thiên vị thần là cảnh giới cao nhất của thần giới, không ngờ rằng, trên thiên vị thần còn có một lĩnh vực thần thánh cao hơn. Hiện tại, thực lực của bản thân chỉ mới là tam trọng thiên vị thần, còn cách xa lĩnh vực cửu trọng thiên vị thần. Hơn nữa, thiên vị thần càng về sau, việc tăng lên mỗi trọng thiên càng trở nên khó khăn hơn. Và một khi đột phá một trọng thiên, trong thiên vị của thần giới sẽ xuất hiện thêm một ngôi sao. Những ngôi sao trong thiên vị của thần giới chính là toàn bộ sức mạnh của bản thân thiên vị. Hiện tại, Tiêu Viêm có 3 ngôi sao trong thiên vị của thần giới, nhưng những ngôi sao của cửu trọng thiên vị thần lại có đến 9 ngôi. Sau khi sở hữu 9 ngôi sao, một năng lượng bí ẩn của đại trụ sẽ xuất hiện. Năng lượng bí ẩn này chính là mấu chốt để đột phá gông xiềng thiên vị sau này. Tiêu Viêm cũng chìm vào sự kinh ngạc trong giây lát, nhưng đối mặt với bàn tay đại đế, hắn tạm thời gác lại những vấn đề này, thúc đẩy lực lượng phần lão, sử dụng lực lượng thần hồn của mình đến trạng thái cực hạn. Bởi vì lần này, phần lão cũng đã sử dụng gần 9 phần sức mạnh của mình để cho hắn, đồng thời cũng giúp Tiêu Viêm đạt đến lĩnh vực cửu trọng thiên vị thần. Mà phần lão vừa nói, lực lượng của bàn tay đại đế là một sự tồn tại khủng khiếp vượt qua cửu trọng thiên vị thần, ngay cả khi có 9 phần lực lượng của phần lão, e rằng cũng không phải là đối thủ của bàn tay đại đế. Ha ha, tiểu tử, đây là toàn bộ lực lượng mà ngươi mượn được sao? Nếu vậy, thì ngươi đi chết đi. Mặc dù lực lượng của ngươi có được khí tức của tên phần thần kia, nhưng lại không hoàn toàn là của hắn. Lực lượng này của ngươi lại là từ đâu mà có? Bàn tay đại đế truyền ra một tiếng cười, sau đó bắt đầu phân tích kim quang thần thánh mà Tiêu Viêm đang bùng nổ. Ta lấy được sức mạnh này từ đâu không phải là vấn đề mà ngươi quan tâm. Vấn đề mà ngươi quan tâm là hãy chuẩn bị cho kết cục bị ta đánh bại đi. Tiêu Viêm giải phóng lực lượng đỉnh cao của cửu trọng thiên vị thần đến cực hạn, kim quang bùng nổ vô hạn, sức mạnh thần thánh kỳ dị bắt đầu bùng nổ dữ dội trong sâu cơ thể Tiêu Viêm. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Viêm cảm nhận được lực lượng khủng khiếp mà cửu trọng thiên vị thần mang lại. Lực lượng này quả thực có thể dễ dàng hủy diệt thần chi đại lục trong nháy mắt. Đây chính là lực lượng đỉnh cao của cửu trọng thiên vị thần sao? Quả thực mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc kinh ngạc, Tiêu Viêm cũng không quên đánh giá lực lượng đỉnh cao của cửu trọng thiên vị thần. Lực lượng đỉnh cao của cửu trọng thiên vị thần đã đạt đến lĩnh vực cao nhất của thiên vị thần. Có thể nói, Tiêu Viêm hiện tại đã đạt đến thực lực ngang với những siêu cường tồn tại như thần chủ của các thế lực siêu thần đỉnh cao. Cảnh giới này trong đệ nhất thế giới là một sự tồn tại vô cùng hiếm hoi, có thể dễ dàng hóa giải đòn tấn công của đại linh toàn ma, thủ lĩnh của cửu đại toàn ma diệt thần phủ. Điều đó, lực lượng hiện tại cũng vượt xa cửu trọng thiên vị thần bình thường. Ha ha ha, lực lượng của ngươi hiện tại quả thực có thể nói là một trong những siêu cường hàng đầu trong đệ nhất thế giới, nhưng trước mặt bản đế,
cho dù ngươi có lực lượng đỉnh cao của cửu trọng thiên vị thần, cũng không thể lay chuyển được ta. Ầm ầm. Ngay sau đó, bàn tay của đại đế bùng phát ra dao động khí tức khủng khiếp, kinh thiên động địa, trong nháy mắt, Tiêu Viêm chớp mắt, một bàn tay khổng lồ màu đen kinh hoàng đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, một tia ma quang hủy diệt từ trên bàn tay đại đế bắn ra trước, trực tiếp bắn vào đầu Tiêu Viêm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Audio Truyện Đông Hoa. Trên không gian, những gợn sóng cuồng bạo lan tỏa, từng luồng sức mạnh hủy diệt ập đến trong nháy mắt. Dưới một đòn tấn công như vậy, ngay cả cửu trọng thiên vị thần cũng phải chịu thiệt, nếu muốn chống đỡ trực tiếp thì nguy cơ tử vong rất cao. Có lẽ cảm nhận được sức mạnh hủy diệt trong ma quang, Tiêu Viêm mượn 9 phần lực lượng của Phần Lão và bắt đầu bùng nổ hoàn toàn. Đồng thời, hắn trực tiếp sử dụng tuyệt thế thần kỹ của Phần Lão, Vạn Vật Thiêu Hóa. Hai tay Tiêu Viêm bắt đầu kết những ấn pháp kỳ dị, lực lượng thần hồn của Phần Lão tuôn trào mãnh liệt. Đầu tiên, nó ngưng tụ thành rồng, sau đó nhanh chóng biến thành phượng hoàng và tất cả hình dạng của các sinh linh vạn vật khác. Tựa như tất cả mọi sinh linh vạn vật, nó đều có thể ngưng tụ thành hình. Sau khi ngưng tụ hình dạng của vạn vật, một lực lượng khủng khiếp vô biên lặng lẽ giáng xuống vùng đất tràn ngập hơi thở hắc ám này, toàn bộ vô lượng thần uyên chìm trong lực lượng của hắc ám và quang minh. Kim quang liên tục tỏa ra, che khuất hình dạng thực sự của tuyệt thế thần kỹ này. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được năng lượng bên trong, e rằng đã đạt đến mức độ mà các vị thần hùng mạnh và cửu đại toàn ma không thể tưởng tượng. Tuyệt thế thần kỹ sao? Bàn tay đại đế lại truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, từ ngữ điệu có thể thấy, dường như nó không hề sợ hãi uy lực tuyệt thế của tuyệt thế thần kỹ. Chỉ là ma quang hủy diệt lại bùng lên khí tức hủy diệt, không gian cuối cùng không thể chịu được lực lượng hủy diệt kinh hoàng như vậy, hoàn toàn sụp đổ, tất cả sinh linh vạn vật giữa trời đất như ngạt thở, một hơi thở tử thần thực sự đáng sợ đã giáng xuống.